Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi đã thông đường, huyện tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất ở thôn 1 và thôn 3 xã Phước Lộc. Huyện Phước Sơn đã huy động 40 người của các lực lượng cùng nhiều phương tiện cơ giới để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích do sạt lở đất vào cuối tháng 10 năm 2020 ở xã Phước Lộc. Trước đó, trong cơn bão số 9 vào cuối tháng 10, tại đây đã xảy ra sạt lở đất làm 13 người bị mất tích. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã tìm được 9 người, hiện còn 4 người vẫn đang bị mất tích.